Em xin chào cả nhà. Hôm nay Lê Ngọc làm video mới giới thiệu với cả nhà một số dòng chậu, có chậu thuần và chậu chưa thuần, có một số cây đang có hoa để mình sưu tầm và có hàng vòi để chơi Tết luôn. Cây đầu tiên trong video Lê Ngọc quay cho cả nhà xem đó là cây hoa hồng đỏ. Cái dòng hoa hồng đỏ thì Lê Ngọc có chậu phi 25, có chậu thì đang có hoa nở để mình sưu tầm và có mầm gốc luôn. Hoặc là mình có thể chọn cây đứng ngọn nhú vòi, nhưng mà cái hàng vòi thì nó rất là ít, chỉ có vài chậu thôi. Em sẽ quay cây thực tế cho cả nhà xem. Những cây mà đang hoa hay là những cây đang vòi mà Lê Ngọc quay thì đều là cây thực tế đang có tại vườn, nên là cả nhà mình có thể tham khảo trực tiếp trên video luôn, mình có thể nhìn rõ cây luôn. Chậu phi 25 hiện giờ thì giá thể trồng bằng vỏ dừa, cây đang phát triển sinh trưởng rất là khỏe. Nếu mà mình sưu tầm những cái dòng này thì mình về mình cứ để chơi hoa, sau khi hết hoa ra Tết thì mình có thể thay chậu mới ha. Hoa hồng chậu phi 25 thì có giá là 380.000 một chậu, có vòi hoa hay là có hoa nở thì giá đều như nhau hết. Còn cây này là cây Damery lưỡi cam đỏ. Cái dòng Damery hiện giờ thì cũng không có nhiều, nhất là những cái chậu thuần. Hiện giờ thì em có chậu thuần phi 30 và chậu này được ghép từ nhiều cây, nên khi nở ra thì có thể sẽ nở nhiều dạng hoa khác nhau. Hiện giờ thì chậu này đang có hai chùm hoa nở, và có nhiều nụ đang lên, thì chậu này thì mình có thể chơi Tết được và có hoa quanh năm. Damery chậu thuần ghép phi 30 thì có giá là 950.000 một chậu. Còn cây này là cây rồng xanh. Rồng xanh thì hiện giờ Lê Ngọc có chậu phi 40 hoặc là 42, chậu nhựa. Và cái dòng này thì đang cực kỳ nhiều vòi luôn. Tất cả những cây này thì đều là cây ghép, nên là cả nhà sẽ thấy là nó có nhiều thân đang hoa. Chậu thuần lớn như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 850.000 một chậu. Còn cây này là cây Robert. Robert thì em có chậu thuần phi 30 và thuần bằng vỏ thông, rất là nhiều thân, đang có chậu, đang vòi hoa nụ, hoặc là chưa thắt ngọn, mới đứng ngọn. Thì những cái dòng này cả nhà mình có thể sưu tầm về để giữ giống, cũng như là sưu tầm cây về mình chơi luôn. Những cái cây này thì em đã thuần, giá thể sạch, và cây cũng rất là sạch, không có bị bệnh ha. Robert chậu thuần phi 30 thì có giá là 550.000 một chậu. Còn cây này là cây thỏ nâu. Thỏ nâu cũng là chậu thuần phi 30, hiện giờ đang có thân đứng ngọn, chuẩn bị nhú vòi, và cái thân hoa cũng đang nhú vòi luôn. Thường những cái cây thuần tại vườn thì Lê Ngọc sẽ cho ra hoa tự nhiên, hoặc là kích hoa theo dạng dưỡng cây, chứ không có kích ép hoa, không kích ép cây. Vì kích ra nhiều vòi hoa thì rất là đơn giản, nhưng mà để nuôi được hoa và dưỡng được cây thì rất là khó. Thỏ nâu chậu thuần phi 30 thì có giá là 550.000 một chậu. Còn cây này là cây banana. Banana chậu thuần phi 30 và cũng là thuần thông luôn. Hiện giờ đang có một vài hoa nở và có thân nhú vòi và có nụ nhỏ luôn. Banana chậu thuần như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 450.000 một chậu. Còn cây kế tiếp đó là cây pin thái. Dòng pin thái thì hiện giờ cũng là chậu phi 30, đang có mặt hoa trên chậu luôn và đang có vòi nụ. Những cái dòng này thì đều đã được kích hoa tại vườn, nhưng mà kích theo dạng dưỡng cây thì cây nó sẽ ra vừa đủ sức, và cả nhà mình sẽ chơi hoa được quanh năm, là hết hoa này cây sẽ ra hoa khác. Pin thái chậu thuần phi 30 thì có giá là 550.000 một chậu. Còn cây này là cây lưỡi bò tím. Hôm nay thì lưỡi bò em có hai màu, là lưỡi bò tím và lưỡi bò lu. Chậu này là chậu thuần phi 30. Cây này thì hiện giờ đang có hoa nở và vòi nụ luôn. Dòng bò tím chậu thuần phi 30 thì cây sinh trưởng rất là khỏe, và cây thuần thì cả nhà thấy là cây nó sẽ cho hoa quanh năm, chứ không phải là chỉ tập trung ngay Tết. Bò tím chậu thuần phi 30 thì có giá là 650.000 một chậu. Và cây thì sẽ giống như Liên Ngọc đang quay thực tế nha cả nhà. Còn cây này là cây bò blue. Cái dòng bò blue này là dòng bò blue mới, cánh xoắn. Chậu này thì đang có nhiều vòi hoa, hiện giờ đang có 4 vòi hoa đang lên và đang nhú vòi. Thì cái vòi nụ để mình chơi Tết thì hiện giờ có 5 đến 6 vòi. Còn hai vòi hoa này thì đã nở lâu, cũng gần tàn rồi. Khi mà gửi đi thì em sẽ cắt bỏ hai vòi hoa, chừa lại nụ cho cả nhà thôi. Hoặc là cả nhà mình thích để hoa coi mặt bông thì em sẽ để lại ha. Bò lưu chậu thuần phi 30 thì có giá là 650.000. Còn cây này là cây Susan, size nhỏ.
Susan chậu thuần phi 30 size nhỏ, mà đang hoa thì Lê Ngọc có hai chậu. Có một chậu thì đang nở ba vòi hoa luôn, và một chậu thì một vòi hoa nở, một vòi hoa nụ. Dòng size nhỏ này thì có giá là 380.000 một chậu. Cây đang phát triển rất là khỏe. Thường thì cây thuần thông thì sinh trưởng rất là mạnh, và khi cả nhà mình sưu tầm về thì mình cũng sẽ dễ chăm hơn. Cây này là cây Burana, lá biên và hoa chớp. Cái dòng lá biên này thì đã được thuần chậu, cây rất là khỏe. Thường những cái dòng đột biến thì sẽ không dễ trồng, nó hơi khó trồng. Nên là tất cả những cây này thì Lê Ngọc sẽ thuần lên hết, thuần tại vườn và thuần với thể sạch luôn, để cả nhà mình sưu tầm về thì mình không phải trồng lại, cũng như là không phải để hư cây. Cây thuần thì mình sẽ rất là dễ chăm. Burana chậu thuần như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 650.000 một chậu. Cây này là cây liễu xưa. Liễu xưa thì chắc hẳn là cả nhà đã rất là quen rồi. Hiện giờ vào Tết thì liễu xưa sẽ rất là nhiều dạng cây khác nhau để mình lựa chọn, và nó cũng sẽ có nhiều size cây. Hiện giờ tại vườn thì Lê Ngọc có size nhỏ, size trung và size lớn. Cây trong video Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem đó là size trung. Cái dòng size trung này thì hiện giờ đang bắt đầu lên vòi, và thân tơ cũng bắt đầu đang lên đứng ngọn luôn, nên là cả nhà mình có thể chơi hoa từ từ, từ giờ đến qua Tết luôn. Liễu xưa chậu thuần size trung thì sẽ có giá là 650.000 một chậu. Còn cây này là cây vàng cớm. Vàng cớm thì là một dòng dendro màu, nhưng mà nó rất là xuyên hoa. Và dòng này thì sinh trưởng cây thân cây lớn và cành hoa dài. Vàng cớm chậu thuần phi 30 như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 380.000 một chậu. Còn cây này là cây Bettydon. Cái dòng Bettydon là hoa có hai màu vàng và đỏ, và dòng này thì thân lá rất là đẹp. Hiện giờ thì Lê Ngọc có chậu thuần ghép phi 30 đang lên vòi hoa. Có chậu thì các thân thì đã nhú vòi, thường là nó sẽ nhú từ 3-4 vòi trở lên. Hoặc là có chậu nó mới bắt đầu lên vòi thôi, nhưng mà những thân kia thì cũng đã nứt mắt hoa hết rồi. Những chậu này thì đã kích hoa hết, nên là cả nhà mình về mình chỉ dưỡng rễ thôi, để nuôi dưỡng cái cành hoa lên. Sau khi mình dưỡng rễ xong thì mình sẽ bắt đầu vào cái quy trình dưỡng hoa ha. Bettydon thì em có 2-3 chậu, giống như Liên Ngọc đang quay, đang lên vòi hoa, có nụ luôn, để cho cả nhà mình sưu tầm chơi và cũng như là chơi Tết. Dòng này thì giá của nó là 420.000 một chậu. Còn cây này là cây thỏ hồng. Thỏ hồng thì nó cũng sẽ có hai dạng hoa khác nhau, cánh lớn và cánh xoắn. Cái cây cánh xoắn thì lá nó cũng sẽ khác so với cây cánh lớn cả nhà. Thường những cái chậu mà Lê Ngọc hay quay trước đây là cây hoa khuôn lớn, cái bản lá nó cũng sẽ lớn hơn cây này. Còn cây này thì nó rất là nhiều thân, cực kỳ lùm luôn. Cánh thì cánh xoắn. Dòng này thì có rất là ít, chỉ có vài chậu thôi, chậu phi 25 và cây chưa thuần. Giá của chậu thỏ hồng Lê Ngọc mới vừa quay đó là 450.000 một chậu, siêu lùm luôn ha. Còn cây này là cây Cesa 4N chớp nghịch. Dòng này là dòng chớp, cây đột biến. Cây chớp này thì hiện giờ đang có hai vòi hoa, và cây này Lê Ngọc đã thuần lên, cây sinh trưởng cực kỳ đẹp luôn, lá bóng. Những cây mà Lê Ngọc chọn để quay cho cả nhà xem cũng như là giới thiệu cây để bán thì thường sẽ chọn những dòng cây thân lá đẹp, đã thuần sạch và cây không có bệnh. Nhất là những dòng chớp, thường khi những cây chớp khi mình bán ra thì Lê Ngọc sẽ chọn những cây đạt chuẩn về hoa cũng như là về cây luôn, cây không có bệnh gì hết, để cả nhà mình về trồng mình có thể chơi được lâu. Một cây chớp thuần lên đẹp thì nó có nhiều yếu tố quan trọng lắm cả nhà. Thứ nhất là cây mình không sử dụng thuốc kích thích để ươm ki. Khi sử dụng thuốc thì cây mình trồng nó sẽ không có lớn, nó bị chai cây cũng như là rất là chậm hoa. Nên là cây tại vườn em thuần cho cả nhà thì sẽ đảm bảo được là cây thuần tự nhiên, đi phân bón, dinh dưỡng, giống như cái quy trình em hướng dẫn cho cả nhà, thì cây nó sẽ phát triển sinh trưởng bình thường như những dòng khác. Để mình sưu tầm về chơi, thứ nhất là mình sưu tầm mặt hoa, và mình cũng sưu tầm được một cái cây khỏe, không có bị chai phân, chai thuốc gì hết, mình có thể chơi lâu dài được. Cesa 4N chấp nghịch như Lan Ngọc đang quay thì có giá là 2.9 triệu một chậu. Còn cây này là cây chớp đỏ tím. Cái dòng chớp đỏ tím này thì cái hoa nó rất là đẹp. Hoa cánh tròn nhưng mà ra rất là nhiều hoa trên một cành. Dòng đỏ tím này thì chỉ mới bắt đầu nở thôi. Khi mà nở bung tròn cánh thì cái màu nó rất là tươi. Hiện giờ thì em cũng có chậu thuần luôn. Cây đẹp,
sạch, không có bệnh và đã thuần lên giá thể mới. Chậu đỏ tím này thì có giá là 2 triệu 8 một chậu. Còn cây này là cây chát hồng mới. Cái dòng chát hồng này thì hiện giờ em chỉ còn một chậu thôi. Cây này thì rất là nhiều thân, đi cũng 4 năm hướng á cả nhà. Chậu này thì giá nó 850.000 một chậu. Còn cây này là cây vàng tuyền. Vàng tuyền là cũng là một giống dendro màu, nhưng mà cây này thì hoa thơm và cái màu hoa của nó đậm. Cái màu vàng của nó đậm rất là tươi. Cái vàng tuyền chậu thuần phi 30 như em đang quay thì có một chậu thôi. Giá của nó là 350.000. Còn cây này á, là cây đa giang lưu. Đa giang lưu hiện giờ thì em có chậu thuần nhú vòi, đang bắt đầu lên vòi. Thì thường một cây mình thuần tại vườn á, cây lên vòi tự nhiên thì nó sẽ ra vòi ngọn, và kế đó thường nó sẽ ra đỉnh ngọn là hai nách vòi. Chậu này thì đi ba hướng và đang bắt đầu lên vòi đều hết, nên là cả nhà mình có thể sưu tầm, mình về mình chơi từ từ. Vòi nó lên thì nó sẽ nở lần lượt từng cành một, thì nó cũng sẽ rất là đẹp. Đa giang chậu thuần phi 30 nhú vòi như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 550.000 một chậu. Cả nhà mình có thể tùy thích chọn cái chậu nào mà mình mong muốn, và có thể đặt hàng qua số điện thoại Lê Ngọc để góc dưới màn hình. Khi mà mình nuôi một chậu thuần á, việc làm hoa nhiều trên một thân á, thì rất là đơn giản cả nhà. Nhưng mà để cho cả nhà mình có thể dưỡng được cành hoa đó đẹp á, lên chuẩn hoa để chơi thì cả nhà không dưỡng được. Vì một mẹ mà nuôi quá nhiều cành hoa thì cây không thể nào đủ sức để nuôi. Em biết là vào dịp Tết á, thì cả nhà mình muốn sưu tầm được một chậu lan có thật là nhiều vòi hoa để mình chơi, để cho nó nở rực rỡ trong ngày Tết. Nhưng mà cây nhiều hoa thì nó sẽ tùy thuộc vào cái chậu thuần của mình mua là lớn hay nhỏ. Thường những chậu thuần lâu năm á, thì nó có thể dư sức để nuôi 5-7 vòi hoa là bình thường. Nhưng mà những chậu thuần xây trung á, thì nó chỉ nuôi đủ sức là một chậu như vậy, lên đều ba hướng thì có thể nuôi từ 5-6 vòi hoa thôi, là vòi hoa tự nhiên. Khi mà bán cây cho cả nhà thì Lê Ngọc cũng mong muốn là cả nhà sẽ sưu tầm được một cây lan đẹp. Và sau cái lần hoa Tết này thì mình sẽ chơi được những lần hoa kế tiếp trong năm nữa, cũng như là sẽ chơi được cây hoa này lâu dài. Nên là cả nhà mình cũng đừng quá mong muốn là một cây nó có thể ra quá nhiều vòi. Khi ra quá nhiều vòi như vậy thì cây nó sẽ không có bao giờ đủ sức để nuôi hết được, cũng như là cái khuôn hoa của mình sẽ lên không chuẩn. Và sau Tết thì cái cây mà mình kích nhiều quá thì nó sẽ hư cây. Thời gian của cái cây dendro nuôi hoa thì sẽ từ 2 tháng cho đến 4 tháng. Nên là mình nên tạo điều kiện cho cái cây nó nuôi hoa nhưng mà nó không bị mất sức, để mình có thể nuôi cái cây đó duy trì lâu dài. Mình vừa chơi đẹp về hoa mà mình cũng vừa chơi về thân lá luôn. Nên là cả nhà mình chỉ kích hoa trong cái phạm vi là vừa đủ cho cái cây thôi. Mình đừng quá ép cây, tại vì khi ép cây thì cả nhà mình phải xác định là sau khi chơi Tết xong, mình sẽ bỏ cây đó luôn, chứ mình không có dưỡng lại được ha. Đây là những cái lời chia sẻ mà Lê Ngọc muốn nói với cả nhà, để mình biết được là một cái cây mình thuần thì nó sẽ rất mất thời gian rất là lâu, nên là cái việc chơi hoa của mình nó cũng sẽ kéo dài. Nên là mình nên nâng niu cái cây lan của mình để mình có thể chơi từ tháng này qua tháng nọ được. Cái cây của mình nó sẽ không bị xấu đi, cũng như là nó không có bị hư. Khi mà mình nuôi một cây lan mà mình để cho cái cây của mình nó xuống sức, hoặc là nó bị chai thuốc, chai phân thì rất là tiếc. Cây này á, là cây chớp hồng sắc pháo nè cả nhà. Hồng sắc pháo thì Lê Ngọc đang có một chậu thuần nụ lớn rồi. Cây này thì chắc khoảng tầm một tuần lễ nữa là bắt đầu nở. Cái cây hồng sắc pháo này đã thuần sạch lên chậu. Thân lá rất là đẹp và vòi hoa cũng rất là dài. Cây này thì cả nhà mình sưu tầm về chơi thì sẽ chơi được 2-3 lần hoa nữa, tại vì mới bắt đầu lên hoa ngọn thôi. Sau khi mình cắt hoa ngọn đi thì cây nó sẽ ra hoa ở nách lá tiếp, hoặc là nó sẽ nhú mầm gốc ở dưới. Tại vì cây thì phát triển sinh trưởng khỏe nên là cả nhà mình có thể chơi thoải mái ha, không sợ bị hư cây. Chớp hồng sắc pháo chậu thuần thì có giá là 2 triệu 6 một chậu. Còn cây này là cây pin Biên Hòa mới. Cái dòng pin này thì cái khuôn hoa lớn và cực kỳ sai hoa luôn. Cây này gần như em thấy lúc nào cũng có hoa hết cả nhà. Dòng này chậu thuần phi 30 thì hiện giờ đang có hoa nở, đang có vòi nụ lên luôn. Cây này thì khi mà mình cắt hoa thì cây nó sẽ ra hoa tiếp, tại vì trong cái quá trình thuần cây thì cây đang nuôi hoa vẫn ra mầm gốc bình thường, nên là nó
phát triển sinh trưởng khỏe nên là cả nhà mình sẽ có hoa chơi lại tiếp rất là nhanh. Dòng pin chậu thuần Phi 30 thì có giá là 480 ngàn một chậu. Những cây mà thuần tự nhiên á thì cả nhà mình sẽ vừa chơi hoa và vừa nuôi được thân mầm gốc ở dưới luôn. Nên là cây vừa đứng ngọn thì nó sẽ cho hoa liền, mình sẽ không mất thời gian. Còn cây này á, là cây neo trắng Samurai. Cái dòng neo này á, thì cả nhà biết là nó cực kỳ thơm luôn, thơm rất là ngọt, gần như là ban ngày hay ban đêm gì nó cũng thơm hết. Trước đây thì chậu nhựa chưa thuần á, không có giá thể, nó chỉ một hoặc là hai thân thôi, thì giá của nó cũng đã 230 ngàn một chậu. Còn đợt này á, thì chậu thuần lên chậu phi 20 có giá thể luôn và cực kỳ nhiều thân. Em cũng không có đếm nữa nhưng mà cả nhà thấy nó rất là lùm, nhiều thân và dòng này rất là siêng hoa, hoa quanh năm. Cây này á, hiện đã thuần lên chậu phi 20, rễ ra rất là đẹp và đang có vòi hoa để mình chơi luôn. Dòng này thì có giá là 280 ngàn một chậu. Nếu mà cả nhà mình đã có sưu tầm cái dòng này á, thì mình chắc chắn mình sẽ rất là thích. Cây này nó cực kỳ thơm và rất là dễ hoa. Còn cây này là cây hồng gấm. Lê Ngọc còn một số chậu hồng gấm, size lớn, chậu gỗ. Tất cả những cây em đang quay cho cả nhà xem thì đều đang có vòi hết. Có cây thì mới nhú vòi, có cây thì đã lên vòi dài. Dòng hồng gấm này á, thì cho hoa quanh năm. Và cây đang vòi như vậy thì mình sẽ chơi được ngay dịp Tết. Và sau Tết thì cả nhà mình dưỡng cây thân lá khỏe thì mình vẫn có thể chơi hoa tiếp. Thường một năm thì hồng gấm nó sẽ cho từ 3 đến 4 lần hoa, tùy theo cái vườn mình nắng nhiều hay ít và cây nó sinh trưởng có khỏe hay không. Cây sinh trưởng khỏe thì nó sẽ ra hoa liên tục. Hiện hồng gấm mà chậu thuần gỗ xay lớn nhú vòi thì có giá là 350 ngàn một chậu. Cả nhà mình yêu thích dòng cây nào thì có thể liên hệ đặt hàng với Lê Ngọc qua số điện thoại góc dưới màn hình, hoặc có thể nhắn tin vào Zalo Lê Ngọc, hoặc fanpage Facebook Vườn Lan Lê Ngọc để mình đặt hàng, cũng như là mình có thể tham khảo về giá cây cũng như là xem cây luôn. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em. Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà cũng đừng quên đăng ký theo dõi kênh để Lê Ngọc có thể chia sẻ thêm nhiều video hay hơn nữa. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video tiếp theo.